Dung nhan Phật tốt lạ thường, hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Được thấy tướng lại nghe danh cũng nhờ kiếp trước căn lành trầm sâu. Thế Tôn đủ tứ nhiệm màu làm cho muôn loài cúi đầu quy y. Liền bán cho Nam Mô Hường Quang Cái Bồ.
Tăng nói
trời là đồng trong chó rõ nên quỳ ngươi ta tỏa đuôi đầu đóng xương dồn dập mấy lâu cho nên trong đò kiếp bao cốt hài và cùng có ông bà cha mẹ bằng ghế tế sanh lưng hồi sanh từ tử sanh lục thân đời trước thế hài còn đây phần âm bên nữ bên nam để cho văn bìa cổ phàm không còn lộn lao nữ nam chất chồng được nên trong lòng tha thiết biết làm còn say ngày bè xin Phật tỏ bài vì khó chọn lựa gái trai lúc này còn sanh tiền dễ bày sắp đặt bằng mình nó chớ ghi ráng sáng tiêu hành sướng ngay giờ này khó nhìn gõ phân Phật mới báo đang nên biết bằng nghe rõ ràng đàn ông xương trắng nặng quằn đàn bà đến nhà dựng dễ nhìn người có biết cớ sao đen nhẹ bởi đàn xanh sanh đang có tâm quán tu mang tháng đầu thái đầu tờ sương mai chiều dình giờ sao tan bất thường thang nhờ gì dồn như sữa đặc cùng nguyện ứng bốn tháng đã tưởng ra hình năm đang ngủ thể hiện sinh rõ ràng thang tư sao lột cắn đều đủ cộng chung nên số thơ muôn bốn ngàn tháng thừa tạm quan toàn tánh ngộ chín tháng thì đầy đủ bất hạnh cây sinh nếu con như thân xuôi mình ra luôn bằng ngộ nghịch làm buồn thân mau nó vẫy vùng làm món lung tung làm cho cha mẹ cộng công tỏ phân khi sanh đặng muôn phần phải là cũng quý như được vác được vàng để tồn lại báo an án ơn cha nghĩa mẹ mười phần điều nhất vì dinh tại giáo tươi tán trường châu đáo mỗi bề nữ ái sanh đẻ gớm ghê chịu đau chiều còn mỗi bề ăn núi dương cực nên đau bền vững chẳng lai thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành vừa ngót đủ đầy cho con đều thứ năm lại còn khi ngủ bằng con leo xuống nước nhớ cơm miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê đều thứ bài không chê ô uế giặt đồ dơ của trẻ không phèn chị điên nếu con đi quăng cha phèn mẹ lo điều thừa trình miên còn sung sướng dầu phải mang nghiệp chương cũng cam chẳng mang tội lôi bị giam bị
cầm đều từ mười chàng ham trao chút dành cho con các cột thanh nhàn thương con như ngọc như vàng sành bằng tài sớm Phật mai báo ai đang nên biết trong chúng sanh tỷ thề phẩm người mười phần mê mối cá mười đức dày sống thân quên đằng trai đức không xót thương dưỡng dục cù lao ấy là bậc yếu mặn giao thì những người ấy đời nào đến thân cực khổ dường gánh nặng trên vai yếu năng chẳng đặng vì thái cho nên thân thế hình hài kém xí khi sanh sàng nghiệp nguy Phường áo vô cứ mãi miết với đồ ảnh
Cùng ăn năn những tội lỗi xưa cũng dường
tam bảo sớm chớ cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Từ tứ long vương đăng đều giữ lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ cấu hồi đặt bài cúng dân, đặng cầu nguyện xong đường trường thọ. Đâu an nhiên ấy là bảo đáp thù ân, sanh thành dương dột xong thân của mình. Chuyện kỳ giới quá tam quy ngô giới giữ dành, những lời ta dạy đinh ninh nơ khả nên đi thử phụng hành đừng sai. Coi tôi mang trang thì ngục tôi phải xa, trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thái. Sau khi chết bị đài vào ngục ngũ vô gian, A Tỳ ngục này trong núi Thiết Vi, vách vên bằng sắt quay quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân, có loại lô sắt cho tan rót vào trong miệng tội nhân. Tụng trì chiến tu hành Phật mới bảo A Nan
quỳ xe năm tờ cầm thanh nhang đẩy xa vô ngàn trang trồng gần tứ đài ái dương hào quang quá Phật khôn lường sổ đương hằng hà đổ chúng sinh liền qua chính phẩm nước là bán là cành tây phương chỉ thành thập niệm chiếu chương anh chúng dẫn đường hoàng sanh nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đại bi dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Bồ Tát.
Yeah.